Hoan An Hà Nội xin chào mọi người nhé. Số điện thoại đặt hàng bên em là 0974 702 106. Thì bây giờ em xin phép lên chương trình giới thiệu đến các bác một số mặt hàng nhé. Đầu tiên này, đầu tiên thì mặt hàng giới thiệu đến mọi người là cái hàng củ thiên nga nhé. Đây là những cây thiên nga nó trưởng thành rồi và bây giờ là mùa xuống lá của nó. Thế nên là lá nó rụng hết, còn cái củ để nó chuẩn bị ra hoa nhé. Đấy, nó là những cái củ để chuẩn bị ra hoa. Củ rất là to và nhà em có 4 màu, xanh, đỏ đốm, nâu và đen. Đây, củ rất là to nhé, củ to khỏe. Về nhà mọi người trồng ấy khoảng tầm từ 1 tháng thôi đến 1 tháng rưỡi nữa là nó sẽ ra hoa rồi. Đấy, một cái củ này thì hôm nay em bán là 75.000 nhá, 75.000. Đó, hai củ là 150. Mình về mình chỉ có chờ hoa của nó thôi. Củ rất là to và đã xuống lá rồi. Đây ví dụ một cái mấy củ nó xuống lá nó ra hoa này. Đấy. Nhá, kiểu cách của nó là nó xuống lá nó sẽ ra hoa. Thì những cái củ này em đều bán là 75.000 nhá. 75.000 một củ. Mình về mình sang cho nó cái chậu to hơn nhá để mình trồng là tầm 1 tháng nữa là nó sẽ ra hoa đấy. Một cái củ thiên nga rất là rẻ. Khi mà còn nguyên lá em đã bán 150 một cây rồi. Nhưng bây giờ xuống lá là cái đúng cái quy trình phát triển của nó, nhưng cái cây nó nhìn nó không được đẹp bằng lúc còn lá nữa thì em bán rẻ hơn, chứ nó không có vấn đề gì đâu, nó chỉ là xuống lá để ra hoa thôi mà. Đấy, thiên nga nhá. Chuyển sang một mặt hàng khác này, thuộc dạng hàng thanh lý này, là hồ điệp đen. Hồ điệp đen này em hôm nay em thanh lý giá 40.000 nhá. Đây là hồ điệp đột biến lá đen, đột biến lá đen nhá, nghĩa là nó bị đột biến và lá nó tím đen, hoa thì màu hồng nhé. Cây này hôm nay em bán với giá là 40.000 thôi. Đấy, cây này thì em cũng giới thiệu qua rất là nhiều với mọi người rồi. Thế là mọi người cũng biết rồi. Ngày trước em bán tầm 80-100.000, rồi em giảm giá xuống còn 40.000, em còn vài cây thôi mà. Còn vài cây lác đác thôi, mọi người mua ở sưu tầm cho vườn nhà mình nhé. Chuyển sang một mặt hàng khác đi. Nói chung là nhà em nhiều cái cây linh tinh lắm. Nào, Vanda nhé. Vanda và Đại Châu em vẫn bán suốt rồi. Đã, Vanda. Cây tầm khoảng 5-6 cặp lá. Cây nhỏ nhỏ xinh xinh nhé. Vanda rất là dễ trồng. Về nhà mình chỉ có để cái chậu to hơn mình treo lên thôi. Cái này nó cũng không cần thiết phải bám vào giá thể nó đâu. Nó chỉ cần tưới nước là được rồi. Đấy. Đây là Vanda. Vanda 5-6 cặp lá. Cây nhớ nhớ nhé. Ngày sau mình phát triển lên tầm 20-30 cặp lá đấy. Thì cây này hôm nay em bán 25.000, bán giống cho mọi người thôi. Rất là rẻ. 25.000 thì quá là rẻ. Và cùng với cái giá 25.000 là Đai Châu Lai. Đây là Đai Châu Lai Venvet, có rất là nhiều màu. Màu đỏ này, màu chấm này, màu trắng này, màu hồng và màu cam nhé. Đó, đủ màu chúng ta lựa chọn. Cái cây này thân lá rất đẹp, đẹp như Đai Châu. Nhưng mà nó sẽ thuần khí hậu hơn, nó phù hợp với khí hậu hơn. Đấy, nó không bị rụng lá chân như Đai Châu. Đai Châu thì trồng thì nó rất là dễ, rất là khó để giữ lại được những cái lá chân, thường là nó sẽ rụng theo qua hàng năm. Đấy, còn cái Đai Châu Lai thì nó khác, thuần khí hậu hơn, thuần giống hơn. Đây, cây rất là đẹp nhá, cây khá là đẹp. Cây này em bán 25.000, nó cũng nhỡ nhỡ thôi. Đấy, tầm 5-6 lá. Về nhà mình cũng sang cái chậu to hơn rồi mình treo lên nhá. Bây giờ em giới thiệu mọi người chậu trồng này. Chậu trồng thì em giới thiệu các bác chậu trồng phi 25 nhá. Chậu trồng phi 25. Đó. Đây là cái chậu xong, chậu nhựa xong, giả gỗ. Đó, kích thước là 25 với cái đường kính của nó này. Đường kính chậu là 25 nhá. Thì hôm nay em bán cái chậu này kèm theo móc treo này, túi lưới. Giá là 13.000 nhá. 13.000. Đấy, kèm cả móc treo cả túi lưới 13.000 nhá. 13.000 một bộ. Cái này các bác mà ra ngoài cửa hàng hỏi thì ít nhất người ta phải bán 20.000. Đó, em bán cả một bộ kèm móc treo túi lưới đây. Đó, kèm móc treo túi lưới là chỉ có 13.000 một bộ thôi. Nhưng cái này em sẽ ship từ 10 cho đến 20 bộ nhá. 10 cho đến 20 bộ. Tiền cước thì em sẽ hỗ trợ mọi người. Đấy, tiền cước thì em sẽ chỉ tính 35.000 thôi. Còn ship cái này nặng lắm, cái chậu này nặng kinh khủng. Đây có 10 chậu nó nặng kinh khủng luôn đấy. Đó.
thì em sẽ bán từ 10 cho đến 20 chậu nhá, trên 20 chậu. Đó, tiền ship là 35.000, còn tiền chậu thì là 13.000 cho một bộ này. Đấy, đủ chậu, móc treo, móc 80 phân và túi lưới nhá. Túi lưới. Nào, quay một vài cây đen dâu xuân nhá. Đen dâu xuân thì nó vẫn như thế thôi. Đây, mặt hàng hôm nay thì nó vẫn như thế thôi. Đây, cái bông hoa này nó nở này, buồn cười chưa mà nó tàn rồi. Thì cái đen dâu xuân này thì em bán rẻ thôi, có 40.000 thôi. Nên mọi người mua về sưu tầm để mình chơi Tết nhá. Sưu Tết thì mua đen dâu xuân 150 một cây. Mà nó không trả nhiều thân như thế này đâu. Đấy, cây nhà em thì có 4 thân trở lên nhá. 4 thân trở lên. Em bán xa 40.000, tính ra có 10.000 một thân, nó rất là rẻ. Nhá. Có 5 màu cho mọi người lựa chọn. Đấy, có 5 màu cho mọi người lựa chọn. Đây, cây rất là nhiều thân, bụi nhiều thân này. Cái này về mình chơi Tết nha, về mình chơi Tết. Đây là xuân nó sẽ nở hoa vào Tết. 40.000 một cây. Mọi người mua ấy thì liên hệ số điện thoại trực tiếp nhá. Là 0974 702 106. Đó. Hoặc là nhắn tin cho em cũng được. Rồi, video đến đây thì em xin kết thúc nhá. Em chào mọi người nha.